Các bạn thân mến, nhận định về thơ Xuân Quỳnh, tiến sĩ Chu Văn Sơn từng đưa ra những bình luận như thế này. Không bị mắc kẹt bởi nguồn thơ lửa máu, nên chỉ không phải bận lòng tìm lối ra như bao người khác. Tành bom đạn, về lại đời thường, mạch thơ của Xuân Quỳnh vẫn cứ đà xưa mà tuôn chảy. Chỉ khác là giờ đây, những tâm sự đàn bà nhất được dịp khơi sâu, những tiếng lòng từng cắt xén được hồn nhiên biểu tỏ. Thiết tha với một tình yêu nặng về gắn bó, chở che và chia sẻ, chị luôn trăn trở với sự mong manh của yêu đương, sự bấp bênh của hạnh phúc, luôn băn khoăn về nỗi lạnh nhạt của thời gian phôi pha của tuổi trẻ, luôn nơm nớp với mưa bão bất thường đổ vỡ xa xôi. Đây là lúc những suy ngẫm về trái tim đập sau làn áo mỏng, về bàn tay, ngón trắng thon dài luôn song sánh trong thơ chị. Những dự cảm về nhà ga của chia ly gặp gỡ, con tàu của khát khao đi hồi hộp mỗi khi về luôn cồn cào trong thơ chị. Và ngày hôm nay, chị sẽ cùng chia sẻ với các bạn, đọc cho các bạn nghe về một bài thơ quả thực là Xuân Quỳnh đã viết, về những dự cảm của nhà ga chia ly và gặp gỡ, con tàu của khao khát đi hồi hộp mỗi khi về, qua một bài thơ vô cùng quen thuộc của nhà thơ Xuân Quỳnh. Đó là bài thơ Sân ga chiều em đi. Bài thơ như thế này: Sân ga chiều em đi, mênh mang màu nắng nhạt, bụi bay đầy ba lô, bụi cay xè con mắt. Sân ga chiều em đi, gạch dưới chân im lặng, bóng anh in thành tàu, tóc anh xòa ngang trán. Sân ga chiều em đi, bàn tay ra xiết nắm, vừa thoáng tiếng còi tàu, lòng đã nam, đã bắc. Anh thương em, anh thương nơi em qua, những phố phường nhộn nhịp, bỡ ngỡ trong ánh đèn, còn lạ người, lạ tiếng. Anh thương nơi em qua, những chiều, những sương chiều mưa tối, dặm đường xa dãi nắng, chuyến phà con nước dâng. Em sao xuyến trong lòng, nhớ về nơi ta ở, mùa thu vàng đường phố, lá bay đầy lối qua. Ngọn đèn và trang thơ, tiếng thở đều con nhỏ, màu hoa trên cửa sổ, quán nước chè mùa đông. Con tàu và dòng sông, ra đi rồi trở lại. Hà Nội ơi Hà Nội, sân ga chiều em đi. Các bạn thân mến, đây là một bài thơ được nhà thơ Xuân Quỳnh viết vào năm 1976, không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là một nỗi niềm rất xúc động, vẫn là những cái lo âu, vẫn là những cái dự cảm, phải không ạ? Vẫn là những cái dự cảm mà chúng ta thấy được là bản thân Xuân Quỳnh đã hồn nhiên biểu tỏ, bản thân Xuân Quỳnh đã hồn nhiên để bộc bạch nỗi lòng của mình. Có một cô gái, có một người phụ nữ, phải không ạ, đã từng để cho những cái cảm xúc của mình có thể được trôi chảy như vậy, bởi vì đang rất lo âu về những cái chặng đường mình đã đi qua, đang rất lo âu về con đường phía trước và nhớ về những cái góc phố quen của thành phố mình đang sống với người chồng của mình. Đó không ai khác chính là Xuân Quỳnh. Và chúng ta có thể cảm nhận được đằng sau cái sự lo âu trăn trở đó lại là một cái tình yêu dành cho người ở lại, là một nỗi nhớ thương của người ra đi dành cho người ở lại. Và có lẽ đó cũng chính là tâm sự của rất nhiều người khi mà phải đi xa người yêu của mình, đi xa gia đình của mình. Cảm ơn Xuân Quỳnh vì những vần thơ của Xuân Quỳnh, bằng cái sự hồn nhiên, bằng những cái điều chân thật của mình, đã giúp cho biết bao nhiêu những con người có thể bày tỏ, có thể bộc bạch được những cảm xúc của mình. Và chúng ta thấy rằng là chị hy vọng là các bạn cũng sẽ ngày càng yêu thêm những vần thơ của Xuân Quỳnh. Và mong là nếu như các bạn có phải gặp trong trường hợp là chúng ta có những chuyến đi xa những người thân yêu của mình, thì hãy để lại ở đó, gửi lại ở đó một niềm tin. Đó là niềm tin và tình yêu. Và hãy để lại ở đó nỗi nhớ xa xiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video.